Rồi, chúng ta chuyển qua phần 4 nhỏ, ta nói về doanh nghiệp. Doanh nghiệp. Doanh nghiệp chính là một loại thương nhân cơ bản đây ha, thương nhân cơ bản và chủ đạo đây, thương nhân cơ bản. Đất nước mà muốn có phồn vinh hay không, đất nước muốn có giàu có hay không là phải nhờ vào gì? Nhờ cái đám doanh nghiệp này này. Ừ, một quốc gia không cần phải 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 thật nhiều doanh nghiệp à. Một quốc gia chỉ cần có vài doanh nghiệp thật mạnh thôi là xin thưa rằng nó sẽ kéo theo cả đất nước lên đấy. Ví dụ như Hàn Quốc à. Hàn Quốc có thấy nó chỉ có vài cái tập đoàn lớn thôi, Samsung, Hyundai thì thấy nó kéo cả đất nước đi lên. À, Mỹ cũng thế, Mỹ nó phải tập đoàn lớn thôi cũng vậy. Người ta thống kê dân, người ta thống kê Mỹ 1% dân, 1% dân số của Mỹ nhưng mà nắm giữ tới gì tới 90% nguồn lực của quốc gia đấy, đám doanh nghiệp đấy, các tập đoàn đấy. Việt Nam mình hy vọng tương lai sẽ có chứ hiện tại chưa có, chưa có một cái doanh nghiệp nào gọi là đầu đàn cả đâu. Bữa nay đang có nhen nhóm VinFast thôi, nhen nhóm thôi nhá, chứ thằng này cũng chưa biết được thế nào đâu. Năm nay là ô tô đang ế ế nhè rồi này, ô tô cả thế giới giờ bán không được vì dân thế giới giờ nó nghèo rồi, nó bị Covid toàn ở nhà đóng cửa, có đi làm đâu mà có tiền là mua ô tô, nên những cái hàng xa xỉ phẩm bây giờ là giảm giá hết, không ai mua cả, bây giờ chỉ tất cả hàng hóa đều giảm hết vì đơn giản dân không có tiền mua. Ừ, chỉ có mỗi cái thứ tăng giá đó là khẩu trang thôi. Giờ ta nói về doanh nghiệp nhé. Doanh nghiệp đây là một loại thương nhân cơ bản và cũng là một cái chủ thể chủ yếu của luật thương mại đấy. À. Anh như tôi đã nói các bạn nhớ chỗ này không? Các loại thương nhân đây này. Đấy, thương nhân nó gồm có gì? Hộ kinh doanh này, doanh nghiệp này và hợp tác xã. Đấy. Thì doanh nghiệp chính là một loại thương nhân cơ bản. Đây các bạn phải hiểu doanh nghiệp là gì. Giờ ta giấu sao đầu tiên, ta tìm hiểu khái niệm về doanh nghiệp. Thế doanh nghiệp là gì? Ừ. Doanh nghiệp nó khác gì với cả các tổ chức khác? Ví dụ nó khác gì với đoàn thanh niên? Nó khác gì với các trường đại học? Trường đại học Đà Lạt nó gọi là gì các bạn? Có phải là doanh nghiệp không? Không. Trường Đại học Đà Lạt gọi là gì? Đơn vị sự nghiệp công. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng gọi là gì? Cũng là đơn vị sự nghiệp công. Thế còn Đại học Dẹt Xin là gì? Đại học Dẹt Xin có phải là doanh nghiệp không? Hả? Đại học Dẹt Xin thì nó hoạt động như một doanh nghiệp nhưng nó lại không coi là doanh nghiệp. Luật Việt Nam mình nhiều khi dở hơi lắm. Nó cũng được coi là một tổ chức sự nghiệp nhưng mà nó hoạt động thì như doanh nghiệp thôi. À. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu khái niệm nhá. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật và nhằm mục đích kinh doanh. Nào bạn nào từ cái khái niệm này các bạn có bạn nào phát biểu với tôi xem nào, trả lời xem là doanh nghiệp nó khác gì với cả cả như ví dụ như Đại học Đà Lạt chẳng hạn. Nó khác gì nào? Các bạn mà nói thêm các bạn nhé, trong quá trình mà tôi hỏi các bạn mà trả lời ấy, các bạn cứ trả lời được hai hai câu hai hai câu nhé, tích lũy được hai câu, ví dụ hôm nay một ngày sau một thì các bạn sẽ được cộng thêm vào hai điểm, 2/10 nhé, 2 điểm trên 10 điểm đấy, tức là 0.2/1 điểm đấy, thuyết trình có hiểu chưa? Đấy, các bạn chỉ cần trả lời 5 lần là được 10 điểm rồi, mặc dù điểm thuyết trình của các bạn bằng không đi nữa thì các bạn vẫn gì vẫn được tối đa điểm. Hiểu chưa? Thế nào có ai muốn phát biểu không? Doanh nghiệp khác gì với Đại học Đà Lạt nào? Khác gì với cả đoàn thanh niên này? Lấy Đại học Đà Lạt trước đi. Im lặng tức là không ai phát biểu. Thế tôi xin mời bạn Lê Thanh Tân trả lời nào.
em không biết thế ạ. À rồi, không biết. Mời bạn Nguyễn Huy nào. Dạ em cũng không biết thầy ơi. Rồi, mời bạn lớp trưởng đi. Thầy ơi cho em trả lời. Cho em trả lời. Ờ rồi, trả lời em. Em là Ngân Huyền. Ừ. Dạ, doanh nghiệp là được thành lập với mục đích là kinh doanh mang lại lợi nhuận là chính, còn như là Đại học Đà Lạt đó thì nó được lập ra nhằm mục đích là xây dựng con người, cải thiện đời sống xã hội. Mục đích đấy các cụ nhà mình gọi nó là gì đấy? Tên tên tổ Đại học Đà Lạt em biết nó là tổ chức gì không? Nó không phải là doanh nghiệp đâu. Nó là đơn vị sự nghiệp. Thì cái mục đích của nó chính là gì đấy? Vì sự nghiệp gọi là gì đấy? Chồng người. Nói cho nó văn hoa đấy ha. Bệnh viện thì gọi là gì? Vì sự nghiệp gì? Để chữa bệnh. Nói văn hoa thôi. À, bây giờ đại học nào cũng phải phải lo lợi nhuận hết, trường mình cũng thế thôi, sắp tới là tự chủ hoàn toàn là phải lo hết thì nó hoạt động như một doanh nghiệp thôi, anh cũng phải tính toán là làm thế nào là gì tăng chi mà giảm thu, giảm thu giảm chi mà tăng thu chứ nào. Thế các bạn bây giờ em trả lời tiếp cho nào, em nhìn vào vào cái khái niệm doanh nghiệp đây này, em thấy rằng nó giống với cả Đại học Đà Lạt ở ở những cái chỗ nào nào. Khái niệm ba dòng này thôi nhé. Dạ thầy, là nó có tên riêng, Ok, có chính trụ xác. sở giao. Rồi, có trụ sở. Gì nữa? Thế có tài sản. Có Và tài đều sản. được đăng ký, đã được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Đúng rồi, đều được thành lập hết. Yeah, nếu mà anh không được thành lập thì người ta chúng ta sẽ gọi là tổ chức phi pháp đấy, hiểu chưa? Ví dụ những tổ chức phản động chẳng hạn ở nước ngoài ấy, nó thành lập không được, không không được phép thành lập. Tiếp, thế có tài sản, còn tài sản thì sao? Có giống nhau không? Dạ có tài sản. Đà Lạt có tài sản không? Em nghĩ là Doanh, có. em nghĩ cái gì em nhìn như thế mà em còn nghĩ là có đấy. Thế cái nhà A1 là của ai? 40 mấy hectare là của Cơ ai? sở vật chất thì cũng được tính là tài sản. Thế không đông là tài sản thì em gọi nó là cái gì? Là cái nhà, giống cái nhà của em nó gọi là gì, không phải là tài sản Thì của bố không, em bảo là có tài sản. ờ rồi ok. Đại học Đà Lạt thế còn nhiều tài sản là khác đúng không? Đại học Đà Lạt bị giàu không, cực kỳ giàu. Như tôi xin thưa rằng các bạn cái nhìn thấy cái mặt tiền đường phủ Đổng Thiên Vương thôi, giờ cái phân lô mà bán này thì ối tiền này, mỗi một lô là 10 tỷ chẳng hạn, ngon. Hoặc thì nói xây dựng 100 ki ốt cho thuê mỗi tháng 10 triệu thôi là trường giàu ngay. Có tài sản chứ, doanh nghiệp có không? Có, doanh nghiệp có tài sản chứ. Tôi lấy ví dụ như cái doanh nghiệp, ví dụ như cái ví dụ thằng ví dụ cái doanh nghiệp thương hiệu, ví dụ doanh nghiệp mà giàu nhất thế giới, tài sản khủng nhất thế giới là thằng nào? Tôi lấy ví dụ như là một số thằng lớn thế giới, ví dụ như là Amazon chẳng hạn. Amazon nguyên tài sản vô hình của nó đã là 200 tỷ rồi, tức là giá trị thương hiệu đấy, 200 tỷ đô nhá. Đấy, có phải là gần bằng tổng quốc GDP của Việt Nam không? Đấy là mới là gì thôi, tài sản vô hình thì chưa tính tài sản hữu hình của nó đấy. Còn Việt Nam mình cái thương hiệu mà đắt nhất hiện Việt Nam bây giờ là thằng nào? Thằng Vinamilk với Viettel ấy, nó khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ một chút, hơn 1 tỷ đô USD. Đấy là tài sản vô hình đấy. Doanh nghiệp nó có tài sản chứ. Ok chưa? Như vậy các bạn so sánh này. Như vậy các bạn so sánh doanh nghiệp với các tổ chức khác. Ta thấy là gì? Nói cơ bản là giống nhau, ví dụ so sánh với trường Đại học Đà Lạt các bạn vừa so sánh rồi, hay là so sánh với một tổ chức gọi là đoàn thanh niên. Lớp này ai cũng là đoàn thanh niên, đoàn thanh niên gọi là tổ chức gì đấy? Tổ chức gì? Chính trị xã hội. Đúng chưa? Ta thấy nó cũng giống, nó chỉ khác nhau mỗi cái gì thôi. Khác nhau mỗi cái mục đích đây này. Khác nhau mỗi cái mục đích thôi. Doanh nghiệp thì cái mục đích của nó là gì? Nhằm mục đích thành lập để làm gì? Để kinh doanh, kinh doanh. Được chưa? Còn các tổ chức khác thì nó không có mục đích này nhé. Đấy, nhằm mục đích doanh. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Như vậy là doanh nghiệp là cơ, nó là một tổ chức, nó cũng giống như các tổ chức khác.
nó chỉ khác các tổ chức khác ở gì thôi, ở cái mục đích thôi nhá, ở cái mục đích thôi, được chưa? Còn kinh doanh là gì tí nữa ta lại tìm hiểu sau. À, thì doanh nghiệp thì các bạn lưu tâm cho tôi, có một cái loại doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước, thì các bạn lưu tâm doanh nghiệp nhà nước theo luật bây giờ ấy, không phải trước đây luật cũ nhá, luật cũ chỉ cần một cái doanh nghiệp mà 50 cộng 1, 50 cộng cộng 1% vốn nhà nước sở hữu thì gọi là doanh nghiệp nhà nước rồi. Nhưng theo luật mới hiện nay ấy, phải là 100% vốn điều lệ do nhà nước nắm giữ thì mới gọi là doanh nghiệp nhà nước. Hiểu chưa? Còn doanh nghiệp Việt Nam nữa là gì? Đây là những doanh nghiệp mà được thành lập ở Việt Nam. Ví dụ các bạn tư duy cho tôi như công ty Samsung Vina ở Bắc Ninh ở Thái Nguyên đấy, nó có nó là doanh nghiệp Việt Nam hay là doanh nghiệp nước ngoài nào? Doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài hả? Thế em có biết rằng nó thành lập ở nó được thành lập ở Việt Nam hay ở nước ngoài? Samsung Vina. Samsung được thành lập ở bên Hàn Quốc. Ừ, rồi ok, xin thưa với các bạn là Samsung Vina là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp Việt Nam. Vì sao? Vì nó được thành lập ở theo luật nó thành lập ở Việt Nam. Còn công ty mẹ của nó thì ở nước ngoài. Công ty mẹ nhá, công ty mẹ mà nước ngoài. À, được chưa? Nó là doanh nghiệp Việt Nam đấy các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi khi sang Việt Nam làm ăn thì nó phải có dự án đầu tư đúng chưa? Khi có dự án đầu tư rồi thì nó mới được phép thành lập doanh nghiệp. Đấy, thì khi nó thành lập doanh nghiệp thì phải nó phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam đấy chứ. Chứ nộp ở đâu? Làm sao mà nộp ở Hàn Quốc được? Ai duyệt cho anh? Ok chưa? Còn cái khái niệm kinh doanh đâu rồi? Tự dưng lại tôi lại sót cho một các bạn một cái khái niệm nữa rồi. À, bây giờ các bạn lại tư duy cho tôi một cái nữa. Kinh doanh là gì nào? Doanh nghiệp là một tổ chức đúng chưa? Nhằm mục đích gì đây? Kinh doanh, khái niệm kinh doanh là gì? Để tôi phải lấy cho các bạn. Trong cái luật doanh nghiệp nó có, mà sao tôi lại này, này. Soạn slide thiếu mất cái khái niệm này. Đấy, một khái niệm các bạn cần phải biết là khái niệm kinh doanh để tôi lấy từ luật doanh nghiệp ra. Các bạn về phải đọc kỹ cái luật doanh nghiệp nhé. Môn này học là chủ yếu cái luật doanh nghiệp đây này. À, kinh doanh đây. À, rồi các bạn so sánh xem khái niệm kinh doanh nó khác gì với khái niệm hoạt động thương mại. Ok, các bạn nhìn khái niệm kinh doanh nào. Đây, tôi trích từ luật doanh nghiệp cho các bạn đây. Đấy, như chúng ta vừa tìm hiểu doanh nghiệp là một tổ chức, đúng chưa? Nó khác với tổ chức khác ở cái chỗ là gì? Cái mục đích của nó là gì? Kinh doanh. Thế còn vậy kinh doanh là gì? Theo luật đây, nó định nghĩa của ta đây này. Đấy. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình
của quá trình đầu tư, của quá trình này đầu tư từ xây dựng, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích gì? Sinh lợi. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng gì, cái hoạt động kinh doanh này, cái mục đích cuối cùng của nó là gì đây? Đây này, mục đích gì? Sinh lợi, đúng chưa? Nào, chúng ta thử so sánh với khái niệm hoạt động thương mại xem nào. Hoạt động thương mại trong luật thương mại. Đây, hoạt động thương mại đây. À, là lộn, cái này là thương nhân. Đây. Cũng không phải nốt. Đây, hoạt động thương mại đây. Theo luật thương mại, hoạt động thương mại là gì đây? Là như là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Đúng chưa các bạn? À, bao gồm mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại. Được chưa? Như vậy chúng ta cứ nhớ hoạt động thương mại là những hoạt động nhằm mục đích gì? Sinh lợi. Thế còn kinh doanh? Kinh doanh có nhằm mục đích sinh lợi không? Đây có phải là một hoạt động không? Nó là một hoạt động, đúng chưa? Kinh doanh nó là một loại hoạt động. Có nhằm mục đích sinh lợi không? Nhằm mục đích sinh lợi, đúng chưa? Như vậy, hoạt động kinh doanh chính là hoạt động gì? Thương mại. À, kinh doanh chính là một trong dạng của hoạt động thương mại. Đây đây, các bạn thấy đều nhằm mục đích sinh lợi, nó chỉ khác nhau cái chỗ gì thôi. À, đây khác nhau cái chỗ cái đoạn giữa đây thôi, để ý này, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một hoặc tự liên tục một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình này. Đấy, tức là sản xuất đấy, tức là hoạt động kinh doanh này, nó cái nếu theo khái niệm này, cái từ kinh doanh này nó sẽ bao gồm các hoạt động như là gì? Sản xuất này, đầu tư này. Đấy, sản xuất, đầu tư. À, rồi là gì? Tiêu thụ sản phẩm, toàn bộ hoạt động tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm, ví dụ mua bán, hoạt động mua bán. Đúng chưa? Như vậy ta xét về cái nội hàm của nó nhé. Ta xét về cái nội hàm của cái từ kinh doanh này này, hoạt động kinh doanh này thì nó cũng giống như là cái nội hàm của gì? Của hoạt động thương mại thôi, nó không khác gì đâu. Đấy, nó cũng giống như nội hàm của hoạt động thương mại mà thôi nhá. Đấy, cũng bao gồm các hoạt động như là gì đây? Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư. Đấy, đầu tư. Đấy, được chưa? Đầu tư, hoạt động đầu tư này thì bao gồm chính là hoạt động sản xuất đấy, thành lập doanh nghiệp chẳng hạn, được chưa? Như vậy xét về nội hàm thì hai khái niệm này nó cũng gì thôi, như nhau mà thôi. Nhưng mà cái luật của Việt Nam ta thấy nó lằng nhằng rắc rối, bản chất giống nhau mà các ông cách định nghĩa thì lại khác nhau. Này, các bạn phải nhớ cho kinh doanh chính là một loại hoạt động thương mại nhé, vì nó đều nhằm mục đích sinh lợi cả. Tuy nhiên các bạn lại phải lưu tâm một cái này, bây giờ tôi giả sử tôi ra một câu nhận định thế này. Doanh nghiệp nhé là một tổ chức được thành lập nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận, nhằm mục đích hay là sinh lợi gì hạn. Doanh nghiệp nhé là một tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, đúng hay sai? Cái đấy tí nữa ta sẽ nói sau nhé, tí nữa nói sau đi. Hay nói cách khác là gì? Có phải tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều có mục đích là sinh lợi hay không? Tức là mục đích tìm kiếm lợi nhuận hay không? À. Được chưa? Giờ ta tiếp tục nha. Khái niệm doanh nghiệp vậy thôi. Một khái niệm nữa, khái niệm thứ hai các bạn cần nắm là khái niệm kinh doanh. Được chưa? Kinh doanh là gì? Các bạn cũng hiểu đơn giản, đó kinh doanh chính là hoạt động mà những hoạt động đó là hoạt động mà nhằm mục đích gì? Sinh lợi, vậy thôi.
sinh lợi hiểu là gì các bạn? Sinh lợi hiểu là gì? Ví dụ ta đang có một đồng vốn này, giờ ta tìm cách nào làm cách nào đó mình sẽ sinh sôi ra thành gì? Thành hai đồng, ta gọi là sinh lợi là vậy, được chưa? Ví dụ các bạn có một đồng vốn nhá, giờ các bạn tìm cách nào đó để cho thành sinh sôi nảy nở lên thì gọi là sinh lợi. Đấy. Nó khác với cả cái việc là sử dụng cái lợi nhuận đó vào mục đích gì thì khác nhé. Đấy. Còn các bạn sử dụng cái lợi nhuận đó vào mục đích gì thì lại là khác. Được chưa? Còn mục đích sinh lợi là vậy, hiểu đơn giản là thế thôi. Giờ chúng ta dấu sao thứ hai, ta nói về đặc điểm của doanh nghiệp nào. Đặc điểm của doanh nghiệp. Đấy, đặc điểm của nó đấy. Doanh nghiệp trước tiên đây nó là một tổ chức kinh tế có tên riêng, hay gọi là một tổ chức cũng được tùy các bạn thôi, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch. À, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Cơ cấu tổ chức chặt chẽ của nó là gì đấy? Ta thấy doanh nghiệp bao giờ nó có ban bệ, nó phải có hội đồng quản trị, công ty cổ phần thì nó có đại hội cổ đông, có hội đồng quản trị, có giám đốc, có kế toán trưởng. Còn cái ông công ty trách nhiệm hữu hạn thì bây giờ phải có gì, chủ tịch công ty hoặc là hội đồng thành viên, giám đốc, kế toán. Đấy chính là cơ cấu tổ chức chặt chẽ đấy. Các bạn sẽ thấy nó khác với cả gì, khác với cả hộ kinh doanh, khác với hộ kinh doanh. Ví dụ các bạn vào quán cà phê Tỏi Đen đi, các bạn có thấy ở đấy có giám đốc không, có kế toán không? Không có, đúng chưa? Không có, chỉ có người ông chủ với người làm thuê thôi. Đấy, nó không có các bộ phận, các cơ cấu chặt chẽ như doanh nghiệp nhá. Đấy, nên đây là một cái đặc điểm khác với cả hộ kinh doanh đấy các bạn ạ. Hộ kinh doanh ấy thì nó không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, tức là nó không có ban bệ, nó không có các chức danh. Còn doanh nghiệp là phải có các cơ quan, nó phải có bộ phận, phải có các bộ phận và phải có chức danh. Đấy, nhưng là doanh nghiệp nào chả phải có giám đốc, đúng chưa? Doanh nghiệp nào cũng phải có giám đốc hết. Đấy. Doanh nghiệp nào cũng phải có người phụ trách kế toán hết. Tiếp. Một cái đặc điểm thứ hai là nó được thành lập hợp pháp. Được thành lập hợp pháp và có đăng ký kinh doanh. Đấy, cái đặc điểm này thì giống với hộ kinh doanh thôi, được thành lập hợp pháp. Phải được thành lập hợp pháp nhá, còn nếu mà anh tự ý thành lập mà không xin phép là trái luật không được đâu. Đấy. Thế mà một doanh nghiệp thành lập như thế nào là hợp pháp? Hợp pháp đơn giản thôi, các bạn cứ làm một cái hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp ấy, nộp tới phòng đăng ký kinh doanh, các ông ok cấp cho giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là ok, coi như là đã được thành lập hợp pháp đấy. Hay nói cách khác là gì? Được thành lập hợp pháp từ thời điểm nào? Từ thời điểm mà được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đấy cũng là thời điểm mà doanh nghiệp chính thức ra đời, à, về mặt pháp lý đấy. Tức là từ thời điểm có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhé. Tiếp. Cái mục tiêu của nó là gì? Cái mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp là gì? Là tìm kiếm lợi nhuận. Đấy, và phân chia lợi nhuận cho các thành viên hay là cho các chủ sở hữu. Mục đích chính của doanh nghiệp là thế, tức là gì, mục đích của chính của doanh nghiệp là gì, là tìm kiếm lợi nhuận này và gì, và phân chia lợi nhuận. Tìm kiếm lợi nhuận để làm gì? À, thì hầu hết là để phân chia lợi nhuận cho các thành viên, hầu hết thôi nhá. Sẽ có những cái doanh nghiệp nó không có cái mục đích này đâu các bạn ạ. À, như tôi lấy ví dụ các bạn này này, có những cái doanh nghiệp xã hội, à, theo điều 10 của luật doanh nghiệp, hay là doanh nghiệp công ích. Đấy, doanh nghiệp công ích người ta gọi là pháp nhân phi thương mại. Đấy, đây là những cái doanh nghiệp, cái mục đích cuối cùng của nó ấy, không phải là gì, là không phải là phân chia lợi nhuận cho các thành viên đâu nhá. Nó cũng đi tìm cái mục đích của nó cũng là sinh lợi, tức là làm sao mà nhân 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 lên cái tiền vốn của nó, nhân lên cái tài sản của nó, nhưng cái sử dụng cái lợi nhuận đó vào mục đích gì ấy, không phải là mục đích chia cho các thành viên đâu nhé. À, các doanh nghiệp xã hội này, doanh nghiệp công ích này, mục đích chính của nó ấy, thì lại không phải là phân chia lợi nhuận cho các thành viên đâu. Được chưa các bạn? Tiếp.
Như vậy là có ba cái mục tiêu chính ở đây, được chưa? Mục tiêu của nó là tìm kiếm lợi nhuận hay là mục đích sinh lợi đây này. Ta đây khái niệm kinh doanh ở đây này. Đấy, đây là mục đích của nó, mục đích sinh lợi này. Đấy. Còn cái việc phân chia lợi nhuận cho các thành viên ấy thì tùy từng loại hình doanh nghiệp nhé. Như tôi nói các bạn, có những cái doanh nghiệp ấy như doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp công ích ấy, thì nó lại không hướng đến cái mục tiêu đó đâu. Tiếp, bây giờ ta nói về cái phân loại doanh nghiệp. Phân loại doanh nghiệp có rất nhiều căn cứ để chúng ta phân loại. Đấy, căn cứ vào mục đích hoạt động. Mục đích hoạt động tức là cái đích cuối cùng của doanh nghiệp đấy, thì người ta phân thành doanh nghiệp tư. Doanh nghiệp tư chính là doanh nghiệp thuần túy là mục đích tìm kiếm lợi nhuận và phân chia lợi nhuận cho các chủ sở hữu. Đấy. Được chưa? Một loại doanh nghiệp thứ hai là doanh nghiệp công ích. Doanh nghiệp công ích. Đấy, ví dụ như là doanh nghiệp công ích, ví dụ như là các doanh nghiệp gì đấy, các doanh nghiệp về quốc phòng. Cái Bộ Quốc phòng Việt Nam mình nó có nhiều doanh nghiệp không? Có rất nhiều doanh nghiệp đấy. Tôi lấy ví dụ như thằng Viettel chẳng hạn. À, Viettel là một doanh nghiệp rất to của Bộ Quốc phòng. Thế vậy thì theo các bạn nó là doanh nghiệp gì? Doanh nghiệp tư hay là doanh nghiệp công ích đây? À, cái doanh nghiệp công ích ấy. À, doanh nghiệp công ích tôi lấy ví dụ nó có nhiều lắm, ví dụ như những cái doanh nghiệp mà chuyên sản xuất cái đồ quốc phòng an ninh, ví dụ như là vũ khí, tùy từng nước thôi nha các bạn nha, tùy từng nước nha, ví dụ như Mỹ thì nó không phải là doanh nghiệp công ích đâu, thằng Mỹ là các công ty của nó xuất khẩu vũ khí âm ầm, nhưng ở Việt Nam mình không thấy xuất khẩu vũ khí, chúng ta sản xuất vũ khí chủ yếu là để gì thôi, để bảo vệ tổ quốc thôi, thì đấy chính là mục đích công ích, vì nó không phải để sản xuất, không phải để kinh doanh. À, nó không phải là sản xuất vũ khí để bán kiếm lời, hiểu chưa? À, mà chúng ta là sản xuất để gì? Để trang bị cho quân đội thôi. Hay ví dụ là hay là doanh nghiệp quốc phòng mà chuyên sản xuất về trang phục quân đội. À, chuyên may mặc về trang phục quân đội cũng là doanh nghiệp công ích. Mục đích chính của nó là gì? Đấy, để bảo vệ an ninh tổ quốc ấy. Ví dụ như thế. Nó là một loại doanh nghiệp công ích. À, rồi và luật doanh nghiệp mới hiện nay nó có quy định thêm ta một loại hình doanh nghiệp xã hội. Đấy, doanh nghiệp xã hội là gì thì được quy định ở điều 10. Điều 10 luật doanh nghiệp nhé. Nhưng mà cái đây này, mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội môi trường vì lợi ích cộng đồng. Đấy, nhằm giải quyết các vấn đề xã hội môi trường. À, nói thêm về doanh nghiệp công ích nữa. Doanh nghiệp công ích ngoài các doanh nghiệp quốc phòng ra còn có doanh nghiệp nào nữa gọi là doanh nghiệp công ích các bạn? Khá là nhiều đấy ha. Ví dụ như là mấy cái công ty về quản lý đường bộ, quản lý mấy công ty về cao tốc ấy, quản lý đường cao tốc ấy, của bộ thuộc nó trực thuộc Bộ Giao thông ấy. Rồi doanh nghiệp điện, nước. Đấy, công ích đấy, điện, nước. Những doanh nghiệp công ích này ấy, thì cái lợi nhuận của nó là gì? Mục đích của nó có phải là tìm kiếm lợi nhuận không các bạn? Nó cũng có mục đích tìm kiếm lợi nhuận nhưng đó không phải là mục đích chính.
Các bạn hiểu chưa? Không phải mục đích chính nha. Chúng ta cứ tưởng tượng bây giờ điện và nước, nếu mà nó coi mục đích chính của nó là tìm kiếm lợi nhuận thì sao? Thì nó sẽ luôn luôn tăng giá. Cái hậu quả là gì? Giá nó sẽ rất là cao. Đấy. Nên là đối với các doanh nghiệp công ích này ấy, thì thôi kệ nó cứ làm ăn có lỗ thì nhiều, có lỗ thì dân lại mừng đấy. À, ví dụ thằng điện chẳng hạn, ta thấy thằng doanh nghiệp điện bữa nay đang kêu trời kêu đất là đang nhăm nhe tăng giá điện đấy. Đấy. Bộ trưởng Công Thương phản sản ra phát biểu rằng nếu bây giờ không tăng giá điện thì tập đoàn điện lực thì chỉ có phá sản nó vẫn lỗ đấy, hàng năm vẫn lỗ, nhưng mà xin thưa rằng đấy là doanh nghiệp công ích thì lỗ là tốt, nó có lãi thì nhiều khi lại dở hơi đấy. Đấy, mấy cái tôi lấy dụ như thằng điện thôi, nó muốn có lãi dễ không? Rất dễ, nó cứ tăng gấp đôi giá bán hoặc gấp rưỡi giá bán điện ấy. Dân thì vẫn phải 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 sử dụng điện thì lợi nhuận nó có ngay, nhưng mà lúc đó là gì, lại lại chết người dân, chết doanh nghiệp thôi. Doanh nghiệp là xài nhiều điện là chết. Nên là những cái doanh nghiệp công ích này thường thường ấy, thường thường ấy là nó hay hay bị lỗ trong quá trình kinh doanh, và ngân sách nhà nước là phải bù lỗ cho chúng nó. Đấy, hay đấy, được chưa? Chứ vì mục đích chính của nó không phải là tìm kiếm lợi nhuận nha. Tìm kiếm lợi nhuận cũng là mục đích của nó, nhưng chỉ là mục đích thứ yếu thôi. À, hay là ví dụ như là tổng công ty đường sắt Việt Nam, nó cũng là doanh nghiệp công ích ý. À, đường sắt đấy mặc dù lỗ vẫn chạy. À, tao đây có những cái đoạn tuyến tàu như ví dụ Hà Nội Móng Cái, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai lỗ nhưng vẫn phải chạy. À, doanh nghiệp công ích mà. Ok chưa? Bây giờ tôi giải thích cho các bạn thêm về doanh nghiệp xã hội nhé. Cái doanh nghiệp xã hội này ấy, thì mục tiêu của nó là để giải quyết các vấn đề gì, xã hội và gì và môi trường. Tôi lấy ví dụ công ty xử lý rác thải, các công ty xử lý rác thải, xử lý nước nước thải, rác thải, nước thải, rồi gì nữa, những công ty chăm sóc, ví dụ như là các công ty mà ví dụ chăm sóc người người già, chăm sóc người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ đấy, hay là chăm sóc hoạt động trong cái lĩnh vực như tôi vừa nói, lĩnh vực ví dụ như là chăm sóc người bị người già, trẻ em hay là HIV. À, nó chỉ hiện nay Việt Nam mình có nhưng nó không phải là doanh nghiệp, nó chỉ là những cái giống như chung, nó là dạng trung tâm thôi, hoặc hộ ông A ông B nào đó có nuôi dưỡng 100 trẻ cơ nhỡ chẳng hạn, thì nó thường gọi là trung tâm thôi chứ không gọi là doanh nghiệp nhé. À, nhưng mà với cái quy định của luật doanh nghiệp này là những trung tâm đó hoàn toàn có thể chuyển đổi mô hình từ trung tâm đấy đang một tổ chức xã hội đấy, bây giờ chuyển qua thành một doanh nghiệp xã hội được không? Được. À, khi mà chuyển qua doanh nghiệp xã hội như vậy thì nó sẽ có gì, nó sẽ có những cái nó sẽ có ban bệ, nó sẽ có hội đồng thành viên, nó sẽ có giám đốc. Chưa? Tôi lấy ví dụ như cái Tịnh Thất Bồng Lai mà có năm chú tiểu hát đi đi thi thách thách thức danh hài ấy. Tịnh Thất Bồng Lai đấy là chăm sóc rất nhiều trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi đấy, thì cái Tịnh Thất này hoàn toàn có thể tách thành một cái doanh nghiệp chuyên chăm sóc, cái doanh nghiệp xã hội chuyên chăm sóc trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi. Bạn hiểu chưa? Nhưng tuy nhiên là Việt Nam mình luật thì có quy định đấy, nhưng trên thực tế tôi chưa chưa thấy có những doanh nghiệp kiểu này, nhưng mà tương lai nó sẽ có thôi. À, rồi một cái đặc điểm của doanh nghiệp xã hội nữa là gì, nó sử dụng ít nhất là 51% lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư. Đấy, anh phải sử dụng ít nhất 51% lợi nhuận hàng năm nhé để tái đầu tư, chứ không phải bỏ hết vào túi chủ sở hữu đâu. Đấy, anh được chia không? Được chia, nhưng mà được chia có một phần thôi, còn lại là gì, phải sử dụng lại để tái đầu tư, ví dụ đầu tư trang thiết bị, mở rộng cơ sở đấy, tái đầu tư nó là thế. Được chưa? Rồi.
Tiếp, một cái căn cứ thứ hai là căn cứ vào tư cách pháp lý. Doanh nghiệp nó chia thành doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Thế tư cách pháp nhân là gì? Tư cách pháp nhân ta hiểu đơn giản, tức là nhân danh doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Thì gọi là tư cách pháp nhân nhá. Tư cách pháp nhân bây giờ nó dành cho tổ chức. Tổ chức. Thế trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay, doanh nghiệp nào là không có tư cách pháp nhân? Chỉ có một loại doanh hình doanh nghiệp duy nhất, chính là doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp duy nhất hiện nay là không có tư cách pháp nhân. Có nghĩa là gì? Xét về bản chất, doanh nghiệp tư nhân khi tiến hành hoạt động kinh doanh là nhân danh ai? Nhân danh chủ sở hữu. Nhân danh chủ sở hữu. Xét về bản chất là thế. Mặc dù hình thức nó có con dấu riêng đấy. Được chưa? Còn các doanh nghiệp khác đều có tư cách pháp nhân hết, tức là nhân danh chính doanh nghiệp. Đại học Đà Lạt có phải là, xin hỏi các bạn, Đại học Đà Lạt có tư cách pháp nhân không? Có. Nó có tư cách pháp nhân đấy, nhưng nó không phải là doanh nghiệp nhé. Tiếp. Căn cứ vào chế độ trách nhiệm tài sản thì nó lại chia thành doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp có chế độ chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản. Trách nhiệm hữu hạn là gì? Tức là chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp. Còn trách nhiệm vô hạn có nghĩa là gì? Nghĩa là trường hợp doanh nghiệp không đủ tài sản để thanh toán các khoản nợ thì chủ sở hữu phải dùng tài sản riêng của mình để thanh toán thay cho doanh nghiệp. Gọi là trách nhiệm vô hạn. Tôi lấy ví dụ. Trách nhiệm vô hạn hiện nay ấy, thì chỉ có hai loại hình doanh nghiệp thôi là trách nhiệm vô hạn. Đó chính là doanh nghiệp tư nhân là một và công ty hợp danh là hai. Chỉ có hai tên này thôi, chỉ hai mô hình này là trách nhiệm vô hạn thôi. Tức là gì đấy? Nếu như mà doanh nghiệp làm ăn thua lỗ là chủ sở hữu phải dùng tài sản riêng của mình để trả thay cho doanh nghiệp đấy. Còn lại các doanh nghiệp khác, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì đều là trách nhiệm hữu hạn hết. Thế chúng ta sau này mà có bạn nào mà muốn đi lừa đảo ấy, thành lập doanh nghiệp để lừa thiên hạ ấy, thì các bạn phải khôn nhé, đừng có bao giờ đi thành lập doanh nghiệp tư nhân mà đi lừa nhé. Phải thành lập doanh nghiệp gì? Phải thành lập gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần mà để đi lừa đảo được. Có ý định mà gọi là kiểu kinh doanh bất minh ấy, cái kinh doanh cái kiểu mà chộp giật ấy, ký hợp đồng xong rồi tìm cách xù kèo hoặc là gì, hoặc là tài sản của mình cái kho hàng trị giá 1 tỷ giờ thế chấp kiếm vay 10 tỷ chẳng hạn, thì phải thành lập loại hữu hạn. Chứ còn trách nhiệm vô hạn thì chết, doanh nghiệp mà không có trả được nợ là chủ sở hữu phải dùng tài sản riêng để trả thay cho doanh nghiệp. Được chưa? Tiếp, căn cứ vào cơ cấu của chủ sở hữu thì người ta chia thành doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân bao giờ chỉ có một chủ sở hữu là cá nhân thôi. Thứ hai là công ty hợp danh. Công ty hợp danh thì bao giờ cũng có gì? Có ít nhất là hai người liên kết về, gọi hai thành viên hợp danh với nhau. Tức là liên kết về yếu tố nhân thân đấy. Một loại hình thứ ba là công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn nó lại chia thành ba loại. Tôi nói qua thôi. Thứ nhất là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân. Thứ hai nữa là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức. Ví dụ như thằng nào là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức. Ví dụ như các doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Tất cả các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đều là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức hết. Tôi lấy ví dụ như công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Ngân hàng Agribank. Hay là công ty Việt Lót, xổ số Việt Lót ấy, trực thuộc Bộ Tài chính. Đấy là những cái, hay là tập đoàn, hay là TKV, than khoáng sản, thằng điện, tập đoàn điện,
Điện lực EVN. Đấy chính là những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức chủ sở hữu của nó là bộ, chính phủ hoặc là ủy ban các tỉnh. Thông thường là thế thôi. Tiếp, cái loại thứ ba nữa là công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên. À, được chưa? Như vậy riêng thằng trách nhiệm hữu hạn nó có ba loại. Có ba loại nhé. Đấy, như chúng ta đây, như các bạn trong lớp được thành lập cái loại nào? Loại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên này, hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân. Rồi, và cái loại doanh nghiệp cuối cùng chính là công ty cổ phần. Công ty cổ phần. Được chưa? Như vậy đấy là chính là các loại hình doanh nghiệp của chúng ta hiện nay. Tính ra bây giờ nó có bốn loại hình doanh nghiệp tất cả. Bốn loại hình. Tiếp, căn cứ vào hình thức sở hữu. Đấy, thì chúng ta có thể chia thành doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Như tôi đã nói, doanh nghiệp theo luật hiện nay, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước phải là doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ bao nhiêu phần trăm vốn? 100% nhé, 100% vốn. Như vậy, từ đó ta suy ra tất cả các công ty cổ phần đều không phải là doanh nghiệp nhà nước. Đúng chưa? Công ty cổ phần bao giờ nó rất nhiều chủ sở hữu, thì không thể có nó nhà nước không thể nắm giữ 100% được. Đấy. Nên chúng ta cứ thấy thằng nào là công ty cổ phần thì không có phải là doanh nghiệp nhà nước. Ví dụ như thằng ngân hàng nào đã cổ phần rồi, ví dụ như Vietcombank, ngân hàng Vietinbank, nó không phải là doanh nghiệp nhà nước đâu nha. Mặc dù nhà nước đang nắm giữ vốn cổ phần là tỷ lệ cổ phần là lớn nhất, nhưng nó không phải là doanh nghiệp nhà nước đâu. Đấy, như cái thằng ngân hàng Agribank, thấy chưa, cổ phần hóa, nhà nước đang nắm giữ 100% đấy. Tiếp, doanh nghiệp tư nhân. Đấy, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, rồi là doanh nghiệp hỗn hợp. Doanh nghiệp hỗn hợp, doanh nghiệp nước ngoài đây chính là, rồi nói chính xác hơn tức là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đấy, hay ta hay còn gọi là doanh nghiệp FDI đấy. FDI. Còn doanh nghiệp hỗn hợp tức là nó, ví dụ hỗn hợp chính là ví dụ như thằng cổ phần nhỉ, thằng cổ phần, doanh nghiệp cổ phần, công ty cổ phần ấy, hay nó thường nó dạng hỗn hợp, nó gồm nhiều loại hình với nhau. Bạn thử các bạn nhìn đây, ta thấy là trong các loại hình doanh nghiệp này ở Việt Nam mình hiện nay, doanh nghiệp nào là lớn nhất, các bạn tư duy thành phần nào lớn nhất à? Nếu xét tất tần tật giờ thằng lớn nhất thì phải là thằng nào? Thằng Samsung. Công ty Samsung hàng năm nó xuất khẩu với cả 50 tỷ đô cơ mà, chiếm 1 phần 4 tổng lượng, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam cơ mà. Nhiều so với tập đoàn dầu khí nhá, hơn nhiều so với mấy ông nông dân xuất khẩu gạo lúa cà phê. Mình nó xuất khẩu 1 phần 4 của đất nước thôi. Đấy, Samsung lớn nhất. Còn cái doanh nghiệp nhà nước của mình ấy, còn doanh nghiệp tư nhân bây giờ thằng nào lớn? À, tư nhân bây giờ phải lớn nhất phải là cái thằng gì, tư nhân người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam của mình, ông Phạm Nhật Vượng. Đấy, Phạm Nhật Vượng, cái gia đình Vin đấy, Vincom, Vingroup đấy, là tổng vốn của nó giờ cũng rất là lớn, thằng đấy có thể coi là lớn nhất. Rồi ai nữa, đến cái bà chủ của tập đoàn Vietjet Air đấy, cũng là một doanh nghiệp lớn. Trịnh Văn Quyết cũng 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 thuộc nhóm lớn. Đấy, còn doanh nghiệp mà thuộc sở hữu nhà nước, nhưng mà doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước giờ nó mới là lớn, chính là mấy ngân hàng ấy, mấy ngân hàng, rồi là mấy công ty dầu khí, nhưng chủ yếu ngân hàng thôi. Được chưa? Đấy, tiếp nhá. Căn cứ vào quy mô kinh doanh, căn cứ vào quy mô, người ta chia thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang được luật ưu ái nha, luật chúng ta có các chính sách ưu ái cho cái loại hình này. Thế một doanh nghiệp như thế nào gọi là vừa và nhỏ? À, các bạn ngó trên cái slide đấy, đây là doanh nghiệp mà có người lao động đóng bảo hiểm không quá 200 người, tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ, hoặc tổng doanh thu hàng năm không quá 300 tỷ. Đây là doanh nghiệp vừa và nhỏ là vậy nhé.
Cái này các bạn xem thêm trong luật doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng ta có một cái luật luật doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính xác hơn là luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong cái khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ này nó còn có một loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ. Tiếp. Dựa theo anh nói thêm là với các bạn ở Việt Nam mình ấy thì cái doanh nghiệp lớn không có nhiều đâu, mà doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ thì rất là nhiều. Vì sao? Vì người ta giải thích rằng ở Việt Nam mình doanh nghiệp không thể lớn được, thì cứ từ từ và giảm dần, kém dần rồi tàn lụi dần thôi. Tại sao không lớn được? Bởi vì cái chi phí khi ở chi phí không nói được của doanh nghiệp Việt Nam nó lớn quá. Chúng ta cứ tưởng tượng doanh nghiệp Việt Nam kiếm được 10 đồng thì mất toi đến cả 5 đồng dành cho những chi phí không nói được. Chi phí không nói được là gì hả các bạn? Ta gọi ví dụ bôi trơn hối lộ chẳng hạn. Nhiều loại chi phí không nói được lắm. Nhá, nên doanh nghiệp ở Việt Nam nó khó lớn lắm. Rồi do lý do nữa là gì? Lãi suất cao. Lãi suất chúng ta cao lắm. Hiện tại giờ doanh nghiệp mà đi vay thì cũng trả lãi cả một năm phải 12%. 10-12%. Ta thấy bây giờ mà tình hình khó khăn này, mày làm ăn kinh doanh mà kiếm được 10% lợi nhuận đã khó rồi, mà lãi suất ngân hàng 10-12% cao hơn nhiều so với các nước tư bản nhé. Các nước Mỹ, EU lãi suất nó thấp lắm, 1-2% thôi. Đấy. Rồi cái gì nữa, một cái thứ ba nữa là rủi ro chính sách. Rủi ro chính sách cao. Đấy. Các bộ chúng ta hay ban hành những cái công văn, những cái thông tư, những cái quyết định mà nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà doanh nghiệp gọi trở tay không kịp. Đấy, ví dụ như vừa rồi đùng một phát công cái đùng một phát cho chúng ta yêu cầu không xuất khẩu gạo, thế là chết. Bao nhiêu hợp đồng xuất khẩu gạo, hợp đồng xuất khẩu gạo bị không có nguy cơ không thực hiện được, không thực hiện được thì Việt Nam doanh nghiệp phải bỏ tiền ra mà đền bù, thế là chết rồi, nó phá sản rồi. Hay ví dụ như ví dụ mấy cái doanh nghiệp mà sản xuất khẩu trang cũng thế, để sản xuất khẩu trang nó nhiều quy định lắm nên khó lắm. Tôi gọi là cái rủi ro về chính sách chúng ta khá là cao. Được chưa? Tiếp, dựa theo tính chất của sự liên kết doanh nghiệp thì chúng ta có thể có phân thành công ty mẹ và công ty con. Đấy, chúng ta hãy có cái sự công ty mẹ, công ty con. Công ty mẹ đây này là những công ty mà sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc là tổng số cổ phần phổ thông được gọi là công ty mẹ. Nhiều lắm, cái mô hình công ty mẹ, công ty con này khá là nhiều. Ví dụ các tập đoàn đấy, tập đoàn dầu khí hay là than khoáng sản TKV nó hay có công ty mẹ, công ty con đó. Hay là những tập đoàn lớn của doanh nghiệp tư nhân cũng vậy, ví dụ tôn tôn Hoa Sen nó cũng vậy. Nó có nhiều chi nhánh, công ty mẹ, công ty con. Được chưa? Rồi. Rồi các bạn đây một số câu hỏi, các bạn nhìn đi rồi tư duy, chụp lại tư duy lần sau tôi hỏi.
Ở đây có câu nào đúng không? À, gợi ý các bạn là chẳng có câu nào đúng đâu nhá, sai hết. Đi thi sau này thế thôi. Nếu gặp nhận định này thì cứ sai mà phang nhá. Còn đứa nào mà đúng thì tự trừ đi một điểm. Được chưa? Yêu cầu ở cái chương 1 này này các bạn cần nắm vững cho tôi mấy cái khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại là một, thương nhân là hai, khái niệm đặc điểm nhá và doanh nghiệp là ba. Cứ nắm vững cho tôi khái niệm đặc điểm. Đấy, thương nhân, doanh nghiệp rồi là hoạt động thương mại, nhớ chưa? Đấy, ba cái khái niệm, ba vấn đề đấy các bạn cần nắm vững. Nào bạn nào lấy ví dụ cho tôi về thương nhân mà không phải là doanh nghiệp xem nào. Cái này thì dễ quá nhỉ. Tôi lấy cho các bạn mấy lần rồi. Nào ưu tiên các bạn nữ vừa rồi trả lời đấy, trả lời được thì cộng luôn 2 điểm. Trả lời xem nào em, có trả lời được không? Dạ thầy đợi em xíu đang chỉnh cái Không phải chỉnh đâu em, thầy nghe rõ lắm, nói luôn. Thôi bạn khác đi. là những cái Không thương nghĩ nhân được. mà nhỏ lẻ hộ gia đình á thì nó sẽ không phải là doanh nghiệp. Cái đấy gọi là gì? Hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh nhá. Chứ không phải là thương nhân nhỏ lẻ, cái hộ kinh doanh thì không phải là doanh nghiệp, đúng rồi, nó là thương nhân đấy nhưng không phải là doanh nghiệp. Được chưa? Em có được cộng điểm không thầy? Được, nhưng mà hôm nay chưa có danh sách lớp nên lần sau cộng. Nhớ nhắc thầy, thầy quên là thôi. Pháp nhân thương mại. À, các bạn biết pháp nhân thương mại là gì? Pháp nhân thương mại này là một khái niệm trong luật dân sự. Thế các bạn cứ hiểu đơn giản, pháp nhân thương mại chính là các loại pháp nhân mà nó có gì mục đích kinh doanh. Ví dụ như ai, ví dụ như doanh nghiệp, mà doanh nghiệp chắc chắn là pháp nhân thương mại rồi. Thế ngoài ra còn ai nữa? Ngoài tổ chức nào mà có tư cách pháp nhân mà lại có mục đích kinh doanh? Ai nữa thầy có nói các bạn rồi đấy, chính là ai? Chính là cái ông gì đấy, cái ông hợp tác xã. Hợp tác xã. Còn ai nữa? Một ai nữa mà có, nó có tính, nó có pháp nhân, tức là nó được nhân danh nó rồi lại gì? Đấy, rồi lại được tính hay tiến hành hoạt động kinh doanh. Chính là chi nhánh. Chi nhánh. Các chi nhánh nó có pháp nhân đấy, nó có tư cách pháp nhân riêng của nó đấy. Được chưa? À, đấy, gợi ý các bạn thế thôi. Cái này các bạn hỏi giáo sư Google đầy bài viết về. Rồi, ok, hôm nay học đến đây thôi nhá các bạn nhá.